Chào anh em nhá. Nay mình về lô pet Besa. Con pet lon. Hàng đẹp long lanh luôn. Còn 4 con anh em nào nhận gạch không nhỉ? Mình xong lông rồi. Con này bé hơn tí. Đấy. Nếu anh em nào fan của Besa, riêng mình thì rất là thích Bes. Vừa tốc độ vừa chó điên này. Đem hơn 200 gram, 210 gram. Mẹ đang phun lông một tí. Mình vừa đi đón về xong rồi. Anh em thấy được. Anh em nào muốn mua pet thì liên hệ với mình ở số điện thoại 0388897205 nhá. Pet non 2019 anh em ạ. Bét trống hai bét mái đây, hai mái anh em nào cần thì alo mình qua số điện thoại nhá, 0388897205. Anh em xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rồi, xin chào anh em nha.